The three ear near thumb water thành water stock market rock quấy rối tình dục nơi công sở. Hello, chào em. Hello em nghe rõ chứ hả? Ok, hôm nay công việc như nào? Boring day hay ghê. Yeah. But in 1 week we assign one or two people to come to the company to show some tasks. And today just only me in our department and nobody to talk and just and not much task to work because the order, we have no order, purchase order now. You have to fix the one pronounced for the we say purchase, not purchase. Purchase order. Okay, how long have your company apply working from home method? How long? It started from 2 weeks ago, and I don't know when it stopped. Because every day is a case of COVID infection is increasing. Okay. So we don't know. Okay, very good, pretty good. So, cho anh hỏi một chút là về những cái về phần phát âm thì em đã xem qua một vài phần cái video của anh rồi đúng không? Có xem sơ sơ rồi hả? Có xem. Thì thực ra như này là vì là cái khả năng phát âm của mình cũng khá là ổn rồi, chỉ có đó có cái âm R thì em chú ý em xem kỹ cái phần riêng cái âm R thôi trong cái bài số 1 đó, thì để em có thể tập lại để phát âm nhiều cái âm đó, các âm khác thì mình cũng không có cần phải sửa đổi gì nhiều và không cần phải chỉnh gì nhiều. Giờ chỉ có mỗi cái vấn đề là thi thoảng có những cái từ mà mình đã quen với cách phát âm cũ rồi ấy. Mình lúc trước mình đã quá quen những cái từ purchase ấy, chẳng hạn, vì rất nhiều người đang phát âm như thế. Purchase. Thì mình thì một số những từ mà thậm vì là mình đinh ninh trong đầu là mình đã phát âm đúng thì đôi khi mình vẫn nên tra lại từ điển, nên tra lại từ điển để cho nó chắc chắn. Bản thân anh đấy cũng thế, rất nhiều từ có khi là mình đã quen nhưng mà đôi khi mình thấy nó hơi ngờ ngợ, hình như mình phát âm nó không đúng. Đúng ạ. Hôm nay em đã tra lại từ hello với cả từ video. Đó, chúng ta nên tra lại tất cả những cái từ để mình chắc chắn nhất là mình đang phát âm đúng chính xác cái từ đó để chúng ta nói và nghe được chính xác. Ok. Bên công ty anh cũng như vậy, cũng áp dụng cái work from home rất lâu rồi, cỡ phải đến gần 2 tháng rồi. Thì những thường thường những công ty nước ngoài thì họ cũng khá là khắt khe trong những cái chuyện như thế. Let me share my screen. One screen here. Ok. Em nhìn thấy màn hình của anh rồi đúng không? Đó, trên là cái quần giáo trình mà em đang có trên tay đó. Thế thì như thế nào nhỉ? Vì đây mình sẽ lướt qua nội dung của các bài, em nhìn cái tựa đề thôi. Mình có greeting, introduction này, rồi how to reaction English này. Rất nhiều các cái chủ đề. Thì thực ra như này, một vài những cái chủ đề và đối với em thì anh nghĩ là nó đã quá quen thuộc và đã nói nhiều lần, thế nên là chúng ta sẽ đi rất là nhanh những cái chủ đề giống như thế. Nhưng mà đi nhanh không nghĩa là mình bỏ qua. Ví dụ như là có thể là cái bài số 1 là ngay chúng ta sẽ bắt đầu ngay cái bài greeting and introduction. Nhưng mà chúng ta sẽ những cái điểm nào nó quá là dễ, quá đơn giản thì chúng ta đi lướt rất là nhanh để mình sẽ vào những cái phần như là mình luyện nghe, luyện nói nhiều hơn để chúng ta nhắm vào phần đó. Đó. Thế nên vì chúng ta có 20 buổi mà đây có 12 bài thì cũng có thể có những cái bài mà trong một buổi mình sẽ đi hết một bài, nhưng cũng có những cái bài mà nó khó, thậm chí là phần nghe nó quá khó đi. Vì là sao? Trong nếu mà có thể, không biết em đã xem trước các giáo trình này chưa? Đã xem qua chưa? Em có xem qua một số bài đầu rồi ạ. Đây, ví dụ như là em có thể thấy như này, anh giả sử những cái phần này mình thấy nó ra khá là dễ, em tự đọc là em có thể thấy hết. Bây giờ mình đi lướt lại, nhưng mà anh thấy có cái phần như là cái phần luyện bài luyện nghe này.
thì nếu mà giống như là thi thi học kỳ ở trên lớp ngày xưa mình học đại học thì nó không quá khó, tức là mình nghe này, xong rồi là mình đoán, xong rồi mình đoán ý, xong rồi mình chọn các từ ở đây, thì đó là chỉ để là thi cho nó qua thôi, để giống như làm bài này làm bài cho nó qua. Nhưng mà anh thì vẫn đang muốn là mình nhắm vào, mình đang luyện kỹ năng nghe, thì ngoài cái nhắm ý chính ra để chọn được đúng đáp án, được điểm thi qua môn là một chuyện rồi, nhưng mà mình muốn là mình nghe được hết cả cái đoạn đấy, cố gắng làm sao mình nghe được hết. Đấy, thì để mình sẽ có thể là những cái bài đầu này sẽ rất mất nhiều thời gian để nghe cho một cái đoạn video, một một cái đoạn bài nghe đấy, để nghe được hết tất cả các câu, thậm chí cả những câu câu tắt, những cái từ cái tắt, thì mình cố gắng làm sao để nghe được hết hết mức có thể. Đó, thì sau khi dần dần, thường thường những cái bài đầu thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian vì vì quá nhiều cái phần nhỏ nhỏ mà mình cần phải luyện để nghe cái đấy, nhưng sau dần nó quen quen tai dần rồi ấy, những bài sau nó sẽ nhanh hơn được. Ok, thì đó là anh sẽ muốn ở trong những cái bài đầu tiên này mình sẽ nhắm kỹ vào cái phần nghe và phần nói. Còn những cái phần như này chẳng hạn thì em cũng có thể là em đã đọc trước rồi, hoặc là em nghe ở đâu đấy rồi, xem trên YouTube, xem ở trên những video video về cách chào hỏi. Có thể mình xem qua cái phần greeting nha, vì đây là một số những cái cách chào hỏi thông thường nhất, như là mình rất dễ dàng mình hay yes hello hey rồi. Trong trong các cái từ này thì em hay dùng từ nào nhất? Ví dụ thì chào hỏi lần đầu tiên gặp nhau. Chào hỏi, how are you với Ok. cả how are you How are you doing? Ok. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có thêm một vài những cái cụm từ khác, như là một vài các cụm từ này thì chúng ta ít ít dùng, nhưng mà người người bản ngữ thì họ cũng hay dùng, nên đôi khi trong nghe hội thoại mình cũng sẽ thấy. Tuy nhiên là đối với người đi làm của mình thì theo anh thấy những người đi làm thì họ, những người nước ngoài họ cũng không hay sử dụng những cái từ ở phía dưới này nhiều lắm, vì nó là doing? informal. Có thể bạn bè thôi, bạn bè họ gặp nhau thì là what's up, what's going on, what's new chẳng hạn, thì bạn bè. Còn thường thường họ hay dùng ba cái cụm ở trên hơn: how are you doing, how are you, how's it going, là những cái từ như thế. Có cái nào em cứ đọc từ trên xuống dưới lần lượt cái này cho anh chút này. Hello, how are you doing? Hi, how are you? Hi, how's it going? Hey, Okay. what's new? What's going on? What's up? Ok, đó chính xác, em đã đọc chính xác rồi. Thì ở đây có một cái lưu ý, cái âm what's new mình chúng ta hay đọc là yêu yêu yêu, nhưng mà người Mỹ họ sẽ thiên về chữ u hơn, what's new. Thế What's mình đúng rồi, mình sẽ nghe nó thành chữ u đó, gần như thành chữ u, nên là khi nghe nó sẽ hơi lạ một chút. What's new, chữ yêu new? nó thiên về chữ u nhiều hơn, new. Ok đó, how are you doing, how are you, how's this going, em đã nối âm rất là tốt rồi. What's up, what's up. Về cái what's, tại tại sao ở chữ 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 này lại phát âm là s, chữ này này, what's up, Is tại tại to sao. be à? Rồi cũng là to be là viết cái tắt của cái chữ y rồi, nhưng mà tại Is. sao là chữ s này phát âm là s mà không phải là giờ, mà ở ở trên mình có cái gì này này, how's this going, đây là lại là chữ giờ, how's this going, mà đây là what's up, tại sao như vậy, em có hiểu tại sao, hay là do hay là mình phát âm nhiều, mình nghe nhiều, mình quen thôi. Em chưa, em nghe nhiều đấy ạ. À đó, ok, thì đó thì đây là chúng ta nghe nhiều và chúng ta quen, nhưng mà gặp một cái cụm từ khác thì mình cũng phải biết cái quy luật để mình nắm được phát âm. Ok, trong cái video thì anh có một một cái video anh không nhớ là số mấy gì đó, nó có một cái là cách phát âm đuôi s và đuôi z đó. Thì trong đấy nó sẽ giải thích rất là kỹ, như là anh tóm tắt này, thì mình sẽ phân biệt làm có âm vô thanh và âm hữu thanh. Những cái đuôi s ở phía sau của âm hữu thanh thì chúng ta sẽ phát âm thành chữ z này, chữ Hữu thanh thì s là này. Mình từ cái quy luật này, chữ s là vô thanh, chữ z là hữu thanh, đúng không? S. Thế thì mình nhớ cái quy luật, cái đuôi của nó đang là hữu thanh thì hãy tiếp tục nó là hữu thanh, đuôi nó là vô thanh tiếp tục nó là vô thanh. Đó. Thế thì cái đuôi của cái từ how, ow, 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 how, how, how's this going? Kết thúc của ow nó là một nguyên âm. Nguyên âm, nhớ lại bài hôm trước, toàn bộ nguyên âm nó là hữu thanh. Thế nên nó đang là hữu thanh thì chúng ta phải cái đuôi s tiếp tục nó là hữu thanh thành z. How's, 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 nó. How's this going?
Còn chữ t nó là vô thanh. Như vậy thì thêm đuôi s vào thì nó vẫn phải là vô thanh và phát âm là s. What's up? Đó, what's up? Đó. Thế mình sẽ nhớ như thế. Nó đang là vô thanh thì tiếp tục là tiếp tục thành vô thanh, hữu thanh tiếp tục thành hữu thanh. Còn một số những trường hợp thì mình phát âm thành is như buses, the pages thì cụ thể như nào thì em xem kỹ cái bài đó, có một số những cái âm. Có một số những âm ha. Ok, đó, các lưu ý ở trong trường hợp này là như vậy. Em có thể ghi nếu mà cần nhớ nhá. Có em có ghi. Đây mới. Nếu mà ok. Thì có thể là đâu đấy ở trong sách nào đấy họ có viết, nhưng mà họ có khi là mình tổng hợp lại để cho một cái quy luật cho nó dễ nhớ ấy mà. Dạ. Mình nhớ như thế. Ok. Phần greeting thì mình có thể sử dụng một vài cụm như này. Greeting, respond, responses. À, how do you do là how do you sao? Do. Ok. Em theo trí nhớ của em thì cái từ đó dùng để làm gì? How do you do? Có tương đương với how are you em không? Em no, ít no, dùng no, cái này em không. No. Trong bài này mình sẽ có phía dưới này luôn này. Em nhớ là trong bài này nó có đấy nhỉ. Đây này, how do you do này, không được sử dụng thường xuyên này. Đây là một cái lời chào cho lần gặp lần đầu tiên. À, how do you do chúng ta dùng để chào lại ai đó khi gặp nhau lần đầu tiên, ví dụ lần tiên được được ai đó giới thiệu thì hello, my name gì đó thì how do you do là câu sử dụng như thế. Rồi thế nhưng mà dịch theo kiểu dịch theo từ là bạn đang làm như thế nào, bạn đang dịch như thế nào thì không nên dịch như thế, nó chỉ là một cái câu chào thôi, nó không mang nghĩa để hỏi. Ok, đó là respond. Trong nếu mà khi ai đó hỏi how are you thì hầu hết người Việt Nam mình I'm fine, thank you, and you nhỉ ha. Phải, okay, là cái gọi là cái video mà khá là phổ cập ở trên mạng là I'm fine, thank you, and you. Khi mà nghe thì biết ngay là bạn học ở Việt Nam đấy ha. Thì đó là cái một số những cái sách của thời kỳ trước họ hay viết như thế, nhưng mà em nghĩ là những cái năm gần đây thì không còn bị mắc cái lỗi đấy nữa, dùng các từ khác như fantastic nha. Em phải đọc các câu này, em phải đọc này. Fantastic, could be better, great, pretty good, okay, not bad, I'm all right, not so great, terrible. Okay, đó, thì theo cái mức độ, đây, có cái biểu tượng mặt cười mà như nào, về nghĩa chắc là em cũng nắm được hết rồi, nhưng mình nhìn cái khuôn gương mặt này là mình cũng thể đoán được phần nào nghĩa của nó. Fantastic, tuyệt vời như nào đó. Couldn't be better. Couldn't be better. Couldn't be better. Giải thích cái này một chút là could, chúng ta không đọc rõ thành couldn't như là mình đang học thời phổ thông couldn't, mà là cái chữ d nó chỉ là một cái stop sound ở trong cổ họng này. Couldn't be better. Couldn't be better. Couldn't be better. Cũng không thành great. Không cần ra cái chữ d. Great. Yeah, great. Okay. Pretty good. Pretty. Chúng ta sẽ lại cùng là phát âm có hai chữ T này thì mình phát âm thành chữ d d d. Pretty good. Pretty good. Chúng ta tập như thế. Pretty good. Okay, rồi. Not bad. No. I'm right. Not so great. Còn cái từ not cuối so cùng great. Là terrible. Terrible. Yes, terrible. Terrible. Terrible hay là horrible cũng là một cái nghĩa như thế, là tồi tệ. Đó là cách response to the question how are you? Say hello. You say fantastic, great, okay, I'm alright, terrible. Thế thì giống như cái bài hôm trước anh có nhắc lại đi, thì khi mà chúng ta học những cái từ này thì mình đọc với em thì nên là tập đọc nhanh luôn, tập đọc nó giống như bản ngữ luôn, tập đọc nhanh luôn. Còn với những bạn mới bắt đầu thì đọc thật chậm, còn mình nên đọc nhanh luôn, đọc lướt, đọc nhanh để mình quen cái âm thanh đó và mình dùng nó luôn. Fantastic. Yes. Could be better. Great. Pretty good. Pretty good. Okay, not bad. I'm all right.
not so great, terrible. Yes, correct. Okay, đó, chúng ta sẽ lướt thật nhanh nha. Introduction thì chúng ta cái cách mà giới thiệu thì qua bài giới thiệu của em trước anh thấy là em triển khai ý rất là tốt rồi. Ở đây thì chúng ta cũng không cần phải đi chi tiết là làm nào để giới thiệu bản thân nữa ha. Chúng ta chỉ xem có điểm nào còn lưu ý thôi. Em cứ thử đọc từ trên xuống dưới cho anh, từ tầm 1 đến 2 anh xem nào. Introducing oneself. May I introduce myself? My name is Peter. Let me introduce myself. My name's Anna. I'd like to introduce myself. I am Kelvin. Kelvin. Yeah. Kelvin. OK, những cái tên riêng của người nước ngoài đôi khi chúng ta không đọc đúng cũng không có vấn đề gì nhiều lắm đâu, không sao. Yeah. Giống như là người nước ngoài họ cũng không đọc đúng tên Việt Nam mà. Okay. Dạ. Thầy dạy em cái câu I the line đi, sẽ đọc kiểu gì? OK. Chúng ta không đọc là I the nhá, là I yeah. I lie. I xong mình ngắt cái giọng lại I lie. Đó. I'd like to introduce. Mình ngắt cái hơi đó lại. I chứ không có chữ đề thì là I like. Ví dụ như yeah. I like fish, I like eating. Còn đây là I like. À, mình ngắt cái đấy lại thì người ta biết cái đó là có cái chữ đề nó chặn lại rồi. I like. Đó, mình ngắt nó lại. Em hay bị lỗi cái chỗ này em hay bị đọc I'd like. Cứ bật cái chữ đờ đó. Với cả tương tự với cả chữ have đúng không thầy? Chữ have, I've đúng không? Viết tắt đúng không? Vâng. Em đang muốn hỏi viết tắt nè. I've. Thì cái chữ V đó nó lại rõ cái chữ V ra cũng được. Vì nó chữ V đó nó không phải là cái âm stop sound. Chữ V nó là hữu thanh I've. I've got. Đó. Ví dụ tôi có một người bạn I've got a friend đó. Là I'd like. Okay. Mình sẽ ngắt như thế. I'd like to introduce myself. Không, chúng ta đọc vào các câu luôn này. Đây là các cách giới thiệu của mình đang muốn giới thiệu ai đó với nhau này. Ok. Go ahead, Mike. This is Emily. Okay. Mike, this is Emily. Mike, have you met Emily? Mike, I'd like to meet Emily. Mike, let me introduce you to Emily. Mike, I'd like to introduce you to Emily. Mike, allow me to introduce you to Emily. Chỗ này chúng ta sẽ cần phải có một vài cái lưu ý này. Ví dụ như là Mike have you... Bắt đầu từ cái câu này. Rồi, em có nhìn thấy cái chấm đỏ đó không? Có. Ok, chúng ta sẽ nhìn lại nha. Bắt đầu này. Ví dụ như là câu trên thì dễ rồi này. Câu đầu tiên là Mike, this is Emily rồi này. Tập khi đọc các câu này mình đọc chậm nhưng mà khi đọc nhanh mình cố gắng đọc nối âm lại nha. This is Emily này. This is Emily. Okay. This is Emily. Rồi Mike, have you met Emily? Okay. Have you met Emily? Mike, I like you. I like. I'd like you to meet Emily. Em hay bị quên nối âm. Thì chúng ta sẽ có cái nối âm ở đây. I'd like you to meet Emily. Meet Emily. I'd like you to meet Emily. Đọc lại thế nha. Okay. Mike, have you met Emily? Mike, I'd like
I'd like you to meet Emily. Yes. Nên em đọc chậm. Em đang đọc chậm. Em chưa đọc nhanh được. Cứ đọc dần dần thôi. Mike, let me introduce you to Emily. Mike, I'd like to introduce you to Emily. Mike, allow me to introduce you to Emily. Yes, okay. Ví dụ nếu là em đang muốn giới thiệu một bạn bè thì em sẽ chọn câu nào trong các câu này để em giới thiệu với người ta? Thông thường thì sẽ dùng câu đơn giản là câu đầu tiên, còn không thì sẽ chắc là dùng câu thứ hai ạ. Hoặc là hoặc câu mà let me introduce you, nhưng mà let me introduce you to Emily thì nó hơi formal. Thế nên là thường thường để mà đơn giản chúng ta chọn câu đầu tiên nó dễ nhất ha. Vâng. Đó, câu đầu tiên dễ nhất thì cũng thì là tùy thôi thì cái cách mà chúng ta đấy là cách mà mình nói, nhưng mà những cái câu này có thể được sử dụng thì đôi khi người nước ngoài họ có thể dùng cái từ khác, nhưng mình cũng mình nghe quen để mình bắt được cái câu này. Ok Mike, ok tiếp tục nào. What's to say after meeting someone for the first time? Khi gặp ai đó sau lần đầu tiên thì chúng ta rất nhiều các từ để đáp lại. Rồi em có thể đọc các cụm này ha. Nice to meet you. Good to meet you. It's a pleasure. Pleasure. Pleased to meet you. How do you do? Pleased to make your acquaintance. Yeah, acquaintance. Câu số 1 em đọc lại, câu chữ chấm đỏ. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, em đọc đã có vẻ đúng đấy. Cái chữ, ví dụ là trong tiếng Anh này có cái chữ T ở phía cuối và đằng sau nó là you thì you. Cả cái từ đó, cái chữ T và you thì nghe nó khi luyến thật nhanh chưa thì mình nghe nó thành cái chữ ch. Nice to meet you. Nice to meet you. Ch. Nice to meet you. Đó, đúng rồi, ch. Nice to meet you. Good to meet you. Good to meet you. Thế mình sẽ nhớ nha, kết thúc bằng chữ T và nối liền sau nó là you thì thành ch. Chill. Ví dụ từ là don't you hoặc don't you know là em có biết không, chẳng hạn là meet you. Don't you know. Don't you know. Thì mình nghe quen cái từ đấy khi trong đối thoại. Cái từ pleasure này. Pleasure. Âm pleasure. Pleasure. It's a pleasure. Hoặc là trở lại it's my pleasure. Sự hân hạnh này. It's a pleasure. It's my pleasure. Yes. It's my pleasure. It's a pleasure. Là hân hạnh được làm quen và rất vui được gặp bạn. Pleased. Cái này là pleased. Pleased to meet you. Pleased to meet pleased. You. Thì trong khi mà nói một cái từ please thì là rõ cái từ please để rồi đã lùi đề, nhưng mà trong cả cái câu này này thì chúng ta sẽ không nghe được cái chữ d đó đâu, vì trong câu thì âm d nó sẽ bị ngắt đi. Please to meet you, vì ngay sau nó có cả chữ t nữa rồi. Please to meet you. Please to meet you. Okay. How do you do? How make your acquaintance? How chúng ta có thể đọc là how thì là kiểu của Việt Nam cũng được, còn người Mỹ thì họ sẽ bắt đầu bằng cái âm e how đó, như thế how. Thì nó sẽ giống người Mỹ hơn. How do you do? How do you do? How đó. Nó sẽ bắt đầu được bằng cái âm e như thế thì mình đọc cho nó hay hơn thôi, và nó cũng không bị sai đâu. Ok, đó là một số những lưu ý cách đọc, vì nghĩa thì em đã nắm được hết rồi nên đi thật nhanh. Self introduction. Rồi em bắt đọc step 1. Getting started. Hi, may I introduce myself? My name is Linh Nguyễn. Hello, I'm glad to introduce myself. My name is Linh Nguyễn. Hey, I'd like to introduce myself. My name is Linh Nguyễn. Step 2. Introducing your name. My first name is Zhang, which means river. Please call me Ling. Everyone calls me Ling. Step
three, introducing your age. I'm 21. I'm 21 years old. I'm over 21. I'm almost 30. I'm nearly 30. I am in my 50s. I'm around your age. Okay. Your age. Your age. Yeah. Your rage. Your rage. Rồi, cái cụm này thì dễ rồi ha, giới thiệu quê quán ở đâu ha. Em đọc thật nhanh các cái cụm này ha, đọc nhanh nè. I'm from Hanoi. I was born in Hanoi. My hometown in Hải Dương, but now I live in Hanoi to work. I live in Hanoi to work. I grew up in Saigon. I spent most of my life in Hanoi. I have lived in Hanoi, Ho Chi Minh City for 10 years. Okay. Thì lưu ý là khi đọc có thể đọc chậm thì mình đang để đúng như khi đọc nhanh là thi thoảng mình hay bị mất cái âm đó ha. Ví dụ như là most of my life in Hanoi. I was born in Hanoi. Okay. Thì khi đọc chúng ta cứ luyện dần thôi, ngay lập tức để đúng ngay thì chưa được đúng ngay được, nhưng mà sẽ em cứ tập đọc thật nhiều lần ha, nhiều lần các từ này để mình chú ý những cái nối âm. Khi mình tập mà quen cái nối âm thì mình nghe nó mới rõ được, mình nghe nó mới bắt quen được, vì mình đang luyện cho chính cái tai của mình chưa. Okay. Introducing your job. Okay. Step 5, introducing your job. Your job. I work as a nurse in Sydney. I'm working in furniture business. I make a living as a hairdresser. Okay, stop. Cái chữ này em đọc lại này. Business. Okay, đọc. Thì nhìn thì tưởng là 3 âm tiết nhưng thực tế nó chỉ có 2 âm tiết hả? Business, chữ z, không có chữ business. Y nha. Business. Okay. Make a living as a hairdresser. Okay. Number 6. Tiếp tục nào. Introducing your hobbies. I'm very interested in learning English. I have a passion for traveling and exploring. My hobbies are reading and writing. My hobbies are reading and writing. Cả hai từ writing. nó đều có cái chữ R là phải đẩy môi ra ngoài. Step 7. Introducing your family. There are four members in my family. I don't have any siblings. My grandparents are still alive. Step 8. Finishing your introduction. Nice. Glad. Pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. Good to know you. Okay, đó. Đó là một số những cái bước đó. Có 8 bước là để giới thiệu, tự giới thiệu bản thân, rồi là triển khai ý tiếp theo. Thì thực ra là đối với em thì anh nghĩ là cũng không cần phải học thuộc cái này, vì em đang triển khai ý nó rất là tốt rồi. Và chúng ta khi trong cái văn nói bình thường, chúng ta cũng không cần phải triển khai theo đúng cái ý kiểu như này, đúng không? Chúng ta thích nói tùy ý mình nói theo cái luồng suy nghĩ của mình. Nhưng mà đây là nếu ai mà muốn nói về cái chủ đề nào thì áp dụng một trong các cái câu này. Nên là đối với tùy trình độ của mỗi người thôi. Bạn nào thích áp dụng câu nào cũng được. Thì cả đó nó cũng không có quá quan trọng lắm đâu. Đó, thì mình tùy áp dụng thôi. How to speak to a foreigner thì thực ra là theo anh đánh giá là sao nhỉ? Nếu mà nói chuyện với người nước ngoài mà chúng đây là cách mà hay áp dụng cho các bạn sinh viên nhiều hơn này.
là hay đi lên bờ hồ, xong rồi bắt quen với Tây, xong rồi hỏi thời tiết, xong hỏi về đất nước. Thì thực ra là người nước ngoài họ sang Việt Nam họ đã quá quen với các cái câu đó rồi, họ quá 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 sao nhỉ, đôi khi còn họ còn nếu mà vì phép lịch sự thì họ trả lời thôi đúng không, thì họ nhàm chán rồi, họ thấy bị làm phiền rồi. Hình như phiền. là các bạn này chỉ kiếm mình chỉ để học dành tiếng Anh thôi chứ Học không tiếng Anh có gì chứ nhiều không lắm quan tâm. à. Đấy, thế nên là thực ra đối với người đi làm như như chúng ta thì các câu này nó cũng không có ích lợi nhiều lắm đâu, thì mình thấy là nếu thấy thì chúng ta cùng luyện, còn nếu không thì nhìn sơ sơ qua thôi. Cái này thiên về cho các bạn sinh viên là nhiều hơn đấy. Đó. Đấy. Để nói chuyện bắt chuyện với người nước ngoài thì chúng ta thiếu gì chủ đề đâu, rất nhiều nhiều chủ đề khác nhau như hỏi về thời tiết này. Đây là những cái để dùng là break the ice thôi, rất nhiều cách để hỏi. Ok, các cái này thì nghĩ là em nếu em có thể tự xem trong giáo trình để em thấy câu nào em thấy phù hợp với cái thói quen của mình thì mình chọn để mình luyện thôi, còn lại thì bỏ qua đi không Dạ. cần chú ý lắm. Say goodbye, ok, take photos or English Facebook, kể cả các cụm này như này cũng vậy. Thì thế mình à. Như là như trong giai đoạn này, COVID này thì như là gì stay safe hoặc là gì là be safe rồi đó, stay healthy là những cái cụm đúng không, take care yourself chẳng hạn, đó là những cái từ mà chúng ta có thể hay sử dụng trong trường hợp mà chào tạm biệt trong giai đoạn này. Thì rất nhiều các tình huống nhau thì để mà sử dụng các cái từ đấy thì cũng có thể mình nghe trong video nhiều hoặc là đọc hoặc là nghe xem phim hoặc đâu đấy, thì chúng ta có thể copy chính bằng các cái câu đấy chứ không nhất thiết phải theo các cái mẫu này. Ok, Vâng ạ. how to say goodbye đó, nhưng Pleasure riêng hay là pleasure thầy nhỉ? Pleasure hay pleasure nhỉ? hai cái từ đó khác nhau này, cái chữ này này, cái chữ này là my pleasure, pleasure là Đánh hân hạnh từ. đúng rồi, danh từ my pleasure, còn cái chữ kia là chữ pleased. À, cái chữ Please. kia đâu rồi, đúng không, chữ 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 À kia là ý chữ là khác mà. danh từ sẽ là nè. Pleasure. Cách viết của nó khác Please. nhau đấy mà, cách viết khác nhau đó, nên đọc khác nhau đó. Please. Đây Đây is là please. này, pleased, đây là hai cái từ Rồi. này nè đó. Rồi, em nhớ rồi. Ý em đang hỏi là cái chỗ này sẽ đọc là pleasure hay là pleasure? À, cái chữ này là pleased to meet you, ở trên là pleased, e please to meet you, ở dưới là pleasure, is a Play. pleasure, yeah, okay. Đó, hay là cùng này, hai chữ này, hai cái chữ cái này cùng mà viết, cùng cách viết, một cái thì đọc là please, cái thì là play hả, đúng rồi, tiếng Anh nó lằng nhằng như thế đấy hả, rõ ràng viết giống nhau mà đọc thì nó lại ra một cái từ khác. Ok, riêng cái way to say goodbye này thì chúng ta có thể luyện đọc để có nhiều trường hợp trong đi thực tế ở ngoài thì họ không nói câu quá dài, họ chỉ chào tạm biệt bằng cái câu này thôi. Bye. Ok, em có thể đọc nha. Later. So long. See you later. Bye. Bye. Take care. Ok. Farewell. Farewell. Cái gì farewell thì anh cũng thấy ít, họ cũng ít dùng nhiều lắm, nhưng mà vì nó quá thì more formal như là see you Formal. later hả, catch you later, bye, đây là những cái từ mà anh thấy hay thấy dùng nhất, see you later hả, See bye, you take care, rồi là catch you later hả, là những cái từ mà later. hay hay dùng. Cái chữ later later cố gắng đọc thành như thế nha cho nó quen dần nha, Later, see you later. later. Đấy. Chữ này là catch you later, catch you later. Cái chữ see you này thì khi chúng ta sẽ See nghe rất là nhanh thành see you. ya, see ya, Yeah, see ya. see See ya. ya, see ya later. See ya. See Là ya không later. đúng rồi, See ya chỉ later. chính xác, không vì vì mình phát âm một chữ ơ nó nhanh hơn, nó dễ hơn thành see ya, còn mà see you thì nó mất nhiều năng lượng hơn là see ya later. Okay. See you later. Rồi, đó là đã đi rất là nhanh trong giới thiệu rồi là chào hỏi, giới thiệu tên tuổi của bạn này bạn khác. Thì cái phần đó đối với em nó rất là dễ rồi. Chúng ta sang cái phần tiếp theo là grammar. Grammar thì trong cái bảng này nó chỉ là 64 common used, 64 cái động từ bất quy tắc này thôi. 64 thì là thường thường dùng nhất, và thực tế nó rất nhiều các động từ khác nha. Đây là trong 64 cái bảng này em đã thuộc, tự tin là thuộc hết cả 64 cái từ này chưa? Thì em có thể nhìn nước mắt sơ này.
và anh sẽ đọc, xong rồi em thử đọc cái động từ bất kỳ tắc nó là gì để mình xem ha. Đầu tiên là be. Anh chỉ đọc thì hiện tại và em đọc thì quá khứ, chỉ là thì quá khứ đơn thôi chứ không cần phải quá khứ hoàn thành nhé. Was or were. Ok, không nhìn sách nha, đang thử. Không nhìn sách, không nhìn sách. Become. Became. Ok, begin. Began. Ok, xem tiếp nào. Bite là từ cắn. Bite, bite. Beat. Beat. Bite. Đúng rồi. Bite. Trong, yeah, như này, trong cái quyển sách này của mình thì nó có hai, nó viết là bite. Từ bite đó thì quá khứ cũng là bite nhưng có một quá khứ khác là beat. Beat nó cũng đúng. Nó có hai, đúng rồi. Beat và bite đều đúng. Đúng rồi, cả hai chữ, cái từ bite, chữ cắn. Như là trong một cái bài hát của các bé mẫu giáo, các bé mà trên YouTube có cái bài như thế là once I caught a fish alive, it bit my little finger. Trong cái bài đấy thì nếu em ở nhà có cháu nhỏ, em sẽ thấy cái động từ này ở trong bài hát đó của các cháu. Cái bài, cái câu đấy là gì nhỉ? Which finger did it bite? Because it bit my finger so đấy chẳng hạn, trong câu đó bit. Ok, từ blow, từ thổi đó là gì? Blew. Yes. Break. Broke. Ok, bring. Broke. Bring. Brought. Ok, brought. Build. 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 Anh đã lỡ đọc rồi, do quá khứ rồi. Nghe. Tiếp tục là buy. 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 Bought. Okay. Can. Dễ rồi ha. Can là could. Rồi catch. Can catch. Could. Catch caught. Okay. Choose. Choose. Chose. Okay. Come. Came. Okay. Cost. Cost, catch, cost, cost. Ah, yeah, cost. What's cost. Meaning? Yeah, cost. Hai trong trong cái từ là how much does this cost? Từ giá cả đó, cost. How much does this cost? Cost. The same. Cost. Yeah, the same. Okay. Cut. 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 Yeah. Nếu những cái từ dễ thì mình bỏ qua đây, từ draw. Drill. Okay, drink. Draw, drill, drawn. Yeah. Drunk. Drunk, okay. Drunk. Yeah. Drive. Drive. Driven. Okay. Eat. 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 Eaten. Okay. Thì thực ra là như này, mới kiểm tra sơ bộ thôi thì anh nghĩ là em cũng thuộc khá là tốt trong cái 64 cái bảng này, 64 cái từ này. Các từ khác thì anh nghĩ là nó cũng không có vấn đề gì nhiều lắm. Thì thực ra như này, để mà học học thuộc ngay lập tức thì đúng là sao nhỉ, học thuộc ngay thì có thể ngày mai sẽ quên ngay. Rất nhiều bạn sẽ bị cái tình trạng thế, học thuộc ngay thì ngày mai sẽ quên ngay, nhưng mà nhưng mà em thì em thấy là bằng này từ cách nhớ chắc của là em biết như hết nào đấy. cách nhớ của em là đang là như thế nào, em có thể chia sẻ không, với không anh có cách nhớ mà em là nhớ từ ngày xưa học đến giờ. Gặp nhiều ạ. Đúng rồi, chính xác, đó là gặp nhiều, có nghĩa rằng mình dùng nhiều, viết đi viết lại nhiều lần là mình nhìn thấy nhiều là mình sẽ nhớ, chính xác. Tiếng Anh nó chỉ là như thế thôi, cứ làm lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Còn một vài những cái nó thuộc về quy luật, những cái mẹo rút ra đâu đấy thì thi thoảng mình sẽ cùng trao đổi. Nhưng mà ai thật là chăm chỉ dùng nhiều lần, ngôn ngữ mà, nó là sinh ngữ, dùng nhiều lần sẽ nhớ. Ok, và tương tự các bài. Thì anh nghĩ là 64 cái từ này chắc em sẽ thôi. Chỉ có... Ok, bài tập này em tự làm ha.
Bài tập cái này em tự làm, nếu mà anh nghĩ là đối với em là không có gì khó là những cái từ này, thì đôi khi là trong trong khi làm em có thể tự luyện đọc sau, em có thể tự luyện đọc các cái câu này. Cái bài này là trong bài này nó có 30 cái lỗi sai về viết về các động từ chia ra quá khứ thì chúng ta sẽ sửa lại. Nhưng mà anh đang muốn rằng tự nhưng mà anh đang muốn cho em nghe cái này một chút. Ok, em có thể nghe một đoạn này ha. Last month was very special. I flew by myself for the first time. I was a little nervous, but it was exciting. First, I took a taxi to the international airport terminal. Then, I checked in at the check-in counter and walked to the departure lounge at gate B64. I was early, so I didn't have to wait a long time to go through immigration and security. Then, I waited in the departure lounge for about 25 minutes before I got on the plane. After I boarded the plane, I walked along the aisle and found my seat. Then I sat down and fastened my seatbelt. I was lucky because my seat was a window seat, so I could look outside as the plane took off. After a few hours, the flight attendant served us dinner and then I talked to the passenger next to me. His name was Eduardo and I was surprised to find out that he was also traveling to Vancouver to study English for the summer. Finally, I watched an action movie and then our plane landed soon after that. I had a wonderful time in Canada. It was really fun and I made lots of new friends from all over the world. Next week, I will fly back to Mexico but I will never forget my time here. Ok, đó là một cái, chính là cái đoạn đoạn vừa nãy mà 30 cái lỗi sai sau khi anh chỉnh lại thành thành câu đúng và để em nghe đó. Thực ra thì em cũng tức là nghe thì loa nó cũng hơi dội, nhưng mà em cũng bắt được một em hiểu sơ sơ là ông này ông đi du lịch ở, xong là ông bị trễ máy bay đúng rồi, xong rồi ông lên máy bay ông gặp bạn à, xong là ông xem phim mà gì okay. em không chưa được nắm hết nội dung. Em chỉ nghe được một số ấy thôi. Không sao, chúng ta sẽ luyện dần. Thực ra làm vì nó cũng là cả một cái đoạn văn nó dài, thế nên là nghe câu này xong là cái ý cũng có thể là không nghe được hết, là chuyện bình thường thôi. Mình đang bắt, ví dụ như là trong mà khi mà mình nói chuyện với nghe cả một đoạn một bài diễn văn thì đôi khi mình cũng không sao nhỉ. Nếu mà mình nghe một bài diễn văn bằng tiếng Việt đi chăng nữa đi, để mà xong là thuật lại nội dung thì mình thậm chí mình cũng không thuật lại hết mà. Thế là nhưng mà trong mà trao đổi với đồng nghiệp ở nước ngoài bằng bằng tiếng Anh thì thường thường là từng câu một hai câu một, đúng không, một hai câu chứ nó không quá dài như này. Thế nên là khi luyện cả một đoạn dài này thì trong cái phần luyện nghe chúng ta đôi khi trong những bài tới anh sẽ tách nó ra thành từng, cùng lắm là hai câu một để chúng ta nghe, một hai câu một để mình nghe các đoạn luyến rồi các đoạn để mình nắm bắt ý. Còn đây là một đoạn đó. Ok, thì đó chính là cái bài này, last month was very special đó, thì là cả cái đoạn này là cái ông vừa đọc ở đây. Cái này thì bài tập này em tự làm ha, tự làm với cái phần mà sửa các cái lỗi sai ở trong cái này. Rồi còn cái bài nghe đó thì nó cũng không phải bài nghe được lắm. Giờ anh hỏi và em trả lời các cái câu này về thể về thì quá khứ ha. Anh hỏi ha, chúng ta yeah. Okay, number one, what did you do yesterday? Yesterday I also went to work because it was my turn. It's your turn yesterday. Stop the screen. Next. What time did you go to bed last night? Pardon? What time did you go to bed last night? I went to bed around 11 p.m. Okay, 11 p.m. What time did you get up this morning? I got up at 6 o'clock. 6 o'clock, okay. What did you have for breakfast this morning? This morning, I had instant noodle. Instant noodle, yes.
the very famous food in Vietnam. Because I have no time to eat outside. What did you watch on TV yesterday? What did you watch on TV yesterday? I didn't watch TV yesterday, but I watched a lot of video on my mobile phone. Okay, it's very good. How much money did you spend yesterday? Not much, because I didn't have to go to market. Because we already had the food available for some days. Okay. Because of COVID. Because of COVID, we are hạn chế limit. Dùng từ limit thì chắc không đúng rồi, có phải không? Ok, không sao, em cứ nói như thế chắc đúng rồi em. Yeah, we limit to go outside. To go outside like supermarkets or like shop. To get the food. Okay, thank you. Đó thì là em đã quen với cách sử dụng một thì quá khứ và dùng các động từ thì quá khứ để trả lời. Ok, rất là tốt như thế. Vì thực ra là có rất nhiều bạn thì khi hỏi thì quá khứ như là chúng ta dùng cái thì hiện tại để chúng ta trả lời. Chỉ là một số cách lưu ý. Và trong các cách phát âm vừa nãy thì mình có cái từ did not thì viết tắt thành không đọc thành didn't ha, không đọc thành chỉ là didn't. Din. Okay. Rồi. Rồi. Exercise 2 introduction. Bài này em có thể tự làm được rồi, bài này những cái bài này ha. Điền cái từ bên trái và bên phải đối với em nó quá đơn giản, nên không có gì khó. Mình chúng ta sẽ sang cái phần luyện nghe này. Đó, bắt đầu sang phần luyện nghe sẽ khó hơn em ha. Listening exercises. Okay, exercise 1. Listen then. Select correct answer for each sentence which may be missing one or more words. Một cái câu này nó có thể bị các câu hỏi thậm chí nó bị thiếu một hoặc là thiếu nhiều từ, ví dụ có cái câu số 7 là thiếu toàn bộ câu hỏi thì chúng ta cũng không nghe thấy câu hỏi nó là gì trong cái bài, trong cái quyển sách mà chúng ta sẽ nghe ha. Bài số 1 là bài rất là dễ nghe trước. Number 1. What's your name? What's your name? Yeah. Cái bài đấy thì dễ rồi ha. What's your name? Thì câu trả lời cho cái này là câu nào, đáp án nào? I'm Nancy. Yes, okay. Number 2. Where do you live? I live in Chicago. Còn cái câu hỏi đó là gì? Anh ấy nói câu gì? Where do you live? Trong này nó có sẵn rồi ha. Okay, where. Thế thì cái từ where do you live? Họ nói rất là nhanh đúng không? Cái từ where do you live? Mình thậm chí chỉ nghe được cái từ where và live. Where do you live? Where do you live? Number 3. How's it going? How is it going? No problem. Okay. Cái từ đó là how's it going? How's it going? Cái từ khi này chúng ta vừa học xong đấy, cái từ để chào hỏi đấy. How's it going? Thì cái từ là phải là okay. How's it going? Cái câu chào chúng vừa từ no problem. How's it going? Okay. How's it going? How's he spelling? Number 4. Where does she work? What does she work? What? She is a teacher. Rồi. Chúng ta đang nghe, em đang nghe thành
What does she work? Thế câu đấy nó có đúng không? Câu đấy mình bây giờ mình thử 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 cứ cho là mình nghe đúng đi, nhưng mà về ngữ pháp thì Where? What does she work là where? Where does she work? À, chứ cần what does she work thì chúng ta không hỏi như thế đúng không? Does she work là gì, gọi là where where? Thế thì bây giờ mình cùng phân tích cái đấy để mình có thể vẽ cái từ đấy ra ha. Chữ what và chữ where nó chỉ khác nhau đang từ what và where mình đang phân biệt này, đều là cái chữ what và where rồi. Where she work và what does she work thì trong where? Trong cái câu đấy, trong cái câu mà what where does she work và what does she work đấy thì nó sẽ có khác nhau. Thứ nhất ở cái chữ a và chữ e thì đôi khi mình sẽ không nghe được cái chữ thì nó họ nhanh quá. Where does she work? Water. Ví dụ anh đang đọc này, weather hoặc water. Vì sao mình thấy này, em viết ra cái từ là where có chữ r phía cuối này, weather, và mình nối sang từ does thì nó không phải là nối mà weather. Và cái từ water nó kết thúc bằng chữ t và chữ d, hai cái đấy như hôm trước mình giải thích ý, thì nó sẽ hay biến thành cái âm d rất là nhẹ và thậm chí nghe nó giống chữ rrr ở Việt Nam. Cho nên là cái từ là water và weather nghe gần giống nhau bởi cái nối sang nhau water weather. Thế nên là trong cái câu này chỉ có nghe được phân biệt bằng mỗi cái từ e và a thôi. Mình cùng nghe lại đây này. Where does she work? Where does she work? Number four. Where does she work? Where? Where does she work? Where does she work? Where does she work? Where does she work? Okay. Where does she work? Where does she work? Câu trả lời là gì? She works at Citibank. Yeah. She works at Citibank. 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 Number five. Where are they from? Where are they from? Yes. Yeah. Vậy câu trả lời là? They are from Mexico. Yes. Number six. How many people are in your family? How many people in your family? Mm-hmm. I have three brothers. Okay. Number seven. Hey, what's new? Hey, what's new? What's new? No. Đúng chứ sao đâu, cái từ what's new chúng ta nghe thì nó là chữ u hơn chứ không còn là chữ 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 yêu nữa đúng không? That's, I'm fine. Thì câu này trả lời như nào? Câu này trả lời câu chào như nào ha? I'm fine. Okay, I'm fine hoặc là thực ra là anh thấy là I'm fine được mà nothing much, not too bad. What's new? What's new thì cũng là một câu. Nothing much. Nothing much. What's new? Nothing okay. Much. It's new. Number eight. What does he do? What does he do? What does he do? Yeah. What does he? Cái chữ what rồi chữ does không còn đọc là thành does nữa mà does, what does he, chữ z thì cái chữ he đó chữ h là thành cái âm câm luôn, thành what does he do, what does he do, yeah, what does he do đó, thành cái âm đó luôn nè. He's an engineer. Number eight. What does he do? What does he do? He's an engineer. Yes.
Number 9. What do you do in your spare time? What do you do is spend time in free time đấy. Spare là thời gian rảnh rỗi, cái chữ spare. Free time cũng được mà spare time. Spare thời gian cái chữ spare đấy thì gọi là dịch sang là rảnh rỗi cũng được, thì cái nghĩa đúng của nó là một cái gì đấy mang tính chất là dự phòng, dự trữ, như là em mà làm ở phòng mua hàng của các nhà máy đó, có từ spare part đấy đó. Đó, cái từ spare part, hay là các anh kỹ sư Việt Nam hay là spare part đấy, các anh hay đọc như thế, là các vật tư dự phòng cho một cái máy móc gì đấy thì họ gọi là spare part đấy. Đó, thì cái từ đó, spare part, spare time là những cái gọi là cái thời gian nó sẵn sàng để đưa vào sử dụng, thì mình có thể dùng là thời gian rảnh rỗi, dịch sang một cách chẳng hay thành như vậy được. Mình hiểu cái thời gian nó như vậy, spare time. Thì cái câu này em nghe được nó là cái gì? Nghe lại nhé. Nghe lại. Number 9. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? Đó, đúng rồi. Thế là cái từ, thế là những cái từ nhấn, họ chỉ nhấn có vài từ thôi. Có từ what spare do you do time. In your spare time. Còn cái từ what, có cái từ what thì rõ là do you do. What do you do? What do you do? Nên là cả cái cụm là do you do, nó nối lại ba cái chữ đó, nối lại ghép với nhau thành một cái từ nó rất là nhanh hả. What do you do? 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 Does you do? What do you do in your spare time? I like to exercise. Number 9. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? What does you do in your spare time? Cái chữ đấy phải là time. Em đang luyện mãi chữ đấy. Time. Của em đang vẫn thiếu cái chữ i đằng sau chữ a đó. I. Mình đọc là time. Spare time. Okay. Time. Number 10. I like. What does your father do for a living? Nghe lại này. Nghe lại này. Number 10. What does your father do for a living? What do your father? Thầy mở lại đây. Okay. Number 10. What does your father do for a living? Number 10. What does your father do for a living? Number 10. What does your father do for a living? Number 10. What does your father do for a living? Friend. Number 10. What does your father do for a living? Thử đoán nè. Thử bây giờ như thế. Nếu mà khi mà đi làm bài thi đúng không? Thì thường chúng ta thi thi TOEIC hay thi cái gì đó thì chúng ta nhìn vào câu trả lời và chúng ta đoán câu hỏi đúng không? Đó, thì mình đoán nếu mà nhìn vào các cái câu này thì lives in Hong Kong, he works downtown, he's a doctor hả? Thì các cái này này. Còn kia mình khi nãy chúng ta nghe được cái từ là what does your father gì gì đấy đó đúng không? Mình nghe được từ what. Thì vậy là sẽ không phải câu này. Tức là khi nếu mà để làm bài thi thì rất là nhiều cái phương án để chọn phương án đúng đúng không? Thế nhưng mà để mà nghe được đúng cái kia thì nó phải rèn nhiều hơn. Thế nên là bảo là nhiều bạn mà đạt điểm cao cho các kỳ thi thì chưa chắc là những bạn mà và giao tiếp tốt là như thế. Có kỹ năng làm bài rồi là các mẹo mực nào đấy thì bạn dẫn ra được điểm cao ngay. Đấy là chuyện bình thường. Bằng các loại trừ nào đấy thì bạn sẽ chọn được phương án đúng ngay. Nhưng mà để nghe được cái câu kia thì rõ ràng chúng ta sẽ phải luyện nhiều để nghe được ha. Number 10. Nghe lại này. Number 10. What does your father do for a living? Friend. Em không nghe được cái chữ này. Friend. Number 10. What does your father do for a living? Number 10. What does your father do for a living? Okay, cái đó là
What does your father do for a living? Living. Để kiếm sống, làm for a living. Đó, làm gì để kiếm ăn, để kiếm cơm, kiếm cháo đấy. Đó. For a living. Ok. For a living. For a living. He's a doctor. Yeah, he's a doctor. Okay. For a living. Đó là một bài thôi. Okay. What does your father do for a living? Nào, trong anh chuẩn bị cái này thì em nghe lại cái đoạn này một chút ha, bắt có khoảng. Number one. What's your name? What's your name? I'm Nancy. Number two. Where do you live? Where I live? I live in Chicago. Number three. How's it going? Okay. Number four, where does she work? Where does she work? Where does Number she five, work? Where are they from? Where is it from? Where is it from? Where is it from? Number six, how many people are in your family? How many people in your family? Number seven. Hey, what's new? Number eight. What does he do? Number nine. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? Number ten. What does your father do for a living? Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Okay, đó là cái bài số 1, nó rất là, thực ra là sao nhỉ, nó rất là dễ vì họ nói từng cái câu một và dừng lại cho mình suy nghĩ để cho mình lên bài số 1 thì có thể em cũng nghe luyện thật nhiều cái bài này, bài số 1 này nha. Còn bài số 2 bây giờ chúng ta sẽ đi một ngắn cái bài số 2 này, nhưng mà trông thôi vì nó bài số 2 này khá khó hơn vì nó là cả một đoạn văn dài, nhưng mà chúng ta sẽ cứ dừng lại đâu đấy, nhưng mà chúng ta nghe một lượt trước này. For a living. Bài số 2 này, exercise. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi Tom, nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan. And then we were transferred back to the States 3 years ago. Wow, it sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called Comptech downtown. No kidding. My brother works there too. Okay. Bây giờ mà nghe lần đầu tiên như thế thì em đang... cái ý mà em có thể đang bắt được ở trong cái này, hai bạn đang nói về cái chủ đề gì? Hai bạn này đang giới thiệu nhau lần đầu ạ. Giới thiệu tên này, giới thiệu quê quán, với cả hiện tại như là sống ở đâu, với cả học gì. Với nghề nghiệp của hai bạn. Nếu mà sao nhìn, nếu mà để mà trả lời cho các câu hỏi phía dưới thì có thể là nghe tới lần thứ hai, lần thứ ba là mình cứ nhắm vào các ý đấy, đúng không? Mình khi làm bài thi thì không nói làm gì rồi. Bây giờ chúng ta thử nghe một vài câu xong rồi dừng lại xong nghe nó là cái câu gì ha. Yeah. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Cái câu đó em nghe được không? Thầy mở lại đi thầy. Thực ra thì em nghe cái âm thanh nó hơi bị dội lại. Hơi bị dội lại à? Dạ. Anh xem nào.
Tại sao nó bị rộ nhỉ? À, khả năng là vì là anh đang bật âm thanh và anh bật thêm một cái mic của chính mình nữa, thành ra nó sẽ bị bắt như thế. Rồi anh sẽ tắt tiếng đi. Nó sẽ đỡ hơn. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita. Hi, I don't think Khi nãy cái đoạn vừa nãy nó có bị dội không? Em thấy âm thanh không? Không ạ. Không dội. Đúng rồi, vậy là chính xác ạ. Anh sẽ tắt mic đi thì là em sẽ không nghe bị dội nữa. Nghe sẽ rõ hơn. Ok. Thì sau này có thể là về em nghe trên YouTube nó đỡ bị như thế. Sorry, cái bài tập số 1 vừa rồi nó sẽ hơi bị dội. Okay, đấy, thì, luyện thì... khả năng nghe được đấy thầy. Khó khăn nhưng mà phải nghe được thì mới là siêu. Ok. Thì ví dụ như cái đoạn vừa nãy đấy, cái đoạn vừa nãy thì đâu đây gì? Thì mình đang nghe thấy nó như thế nào hả? I don't think. Ví dụ những cái câu đầu tiên như là hi, rồi là cái đấy thì mình nghe dễ rồi. Hi Tom, rồi nice to meet you gì đó. My name is gì rất dễ rồi. Nhưng có một cái đoạn đầu tiên mà cái anh Tom nó anh nói thì mình chưa nghe được cái câu đấy đúng không? Vâng. Cái đoạn đầu mình nghe, anh nghĩ là có thể mình sẽ nên nghe lại thêm, anh bật lại thêm hai lần nữa. Mình nghe lại ha. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi Tom, nice to meet you. My name is Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. We've met. Yes, correct. I don't think sao we've met. Đúng rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau à? Okay. Chính xác. Em nghe đúng rồi. Từ đó em nghe đúng rồi đó. Từ đó nó chỉ là hi, I don't think we've met. We've met. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau đâu ạ. Hi, I don't think we've met. We've met. Câu đó. Yeah, my name is Tom. Cái đoạn sau thì cái đoạn toàn cái từ mình sẽ nghe rồi. Đoạn kia nó bị vừa nó nhanh mà cái từ we've met. We've met. Hi, I don't think we've met. Đó thì với những cái bài dài như mình chúng ta cứ tách ra từng từng đoạn và chúng ta sẽ cố gắng nghe dần. Thì khi mà mình luyện cho cái tai mình đã quen cái đấy rồi thì mình sẽ bắt đầu ghép dần lại với nhau. Ghép dần. Thì sao nhỉ, nếu mà các bạn bình thường em có thể ở nhà em tự luyện nghe được, nhưng mà tại sao có cái người đồng hành thì nó sẽ tiện hơn ở cái chỗ là có rất nhiều những cái chữ mà mình nhìn thấy chữ viết như thế và âm thanh nó lại ra một cái tiếng như vậy. Mình không hiểu, mình không biết giải thích lý do tại sao nó thành cái âm thanh như thế đó. Thì trong các bài này thì anh sẽ đi cùng với em để mình sẽ giải thích tại sao viết như thế nhưng mà chúng ta lại phát âm ra kiểu như vậy để chúng ta quen dần cái âm thanh như thế ha. Dạ. Còn khi mà mình tự đôi khi mà mình tự nghe xong rồi chúng ta mở cái đoạn text của cái đấy ra thì đôi khi mình biết là từ đấy ngớ người ra là từ đấy nhưng mà không giải thích được tại sao lần sau gặp cái từ đấy chúng ta lại không nghe được. Dạ. Ok, tiếp tục mình đi một đoạn nữa này. It's me, Jenny. Nice to meet you, Jenny. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet. Okay, cái câu đấy thì nó rất là dễ. Every call me Julie. My name is Zero. Every call me Julie. No. Cái tên kia là một cái bạn nữ đấy là bạn người Tây Ban Nha hay một người gì đó. My name is Iguera gì gì đó. Every calls me Jenny. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. Ok, thì chúng ta chỉ cần biết là các bạn nữ là tên là Jenny ha. Còn cái tên tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Bồ Đào Nha gì kia mình sẽ khó phát âm thì chúng ta bỏ qua cũng được, không sao. Chỉ cần biết là bạn ấy là Jenny. Ok. Jenny, so where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to Argentina, originally. Mm-hmm. Jenny, so where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My origin is Argentina. So where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well,
I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California. Mm-hmm. My origin is Argentina, but I moved to the United States 5 years ago. Yes. 5 years ago. Đó là em nghe được khá là dài đó, chính xác đó. Và cái từ originally thực ra nó rất là khó nghe mà em vẫn nghe được chứng tỏ rất là tốt. Nhiều bạn không nghe được cái từ đó đâu. I'm originally from Argentina, but I moved quá khứ đó. But we moved to the United States. United States. When I was about 5 years old. Chúng ta nghe lại chút ha. I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you? My parents... Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. My parents have to the United States when I was about 5 years old. No. My parents now live in Chile. That's where they first met. My parents. Chị nó hơi khó nghe hả? Nó nhanh hả? Yeah. Yeah. Have children. Có thể em đoán. We first met in Chile. Chile first met. Có cái từ Chile là cái từ Chile đó. Yeah. Chile đó ha. Giờ mình thử xem là thử xem cái But we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they. My parents now live in Chile. Now live in. Now live in. À, bạn đang sống rồi đó. Now live in Chile. Vì thực ra là lúc mà bạn nói cũng rất là nhanh vì trong cái đoạn hội thoại này họ nói nhanh quá. Thì là hy vọng rằng là đối nhưng mà mình cứ cố mình luyện nghe những cái đoạn nói nhanh như này thì hy vọng là đồng nghiệp của chúng ta có nước khác nói với mình họ nói tốc độ nó chậm hơn chút thì nó sẽ rõ ràng hơn, mình sẽ bắt được nhanh hơn khi mà chúng ta bắt được cái các cái từ như này. Ok, luyện thêm một chút nữa ha. They first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my... I was born in California. ...where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all... 27. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived. I was born in the region. So, where are you from? California. Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about 5 years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you... I was born in the region of California. Một đoạn khá là khó, khá là dài vì trong cái này nó có một cái từ là I was born in Fresno, California. Thì thực ra là vì là chúng ta không quen với các cái địa danh ở bên nước ngoài ấy, thì đôi khi những cái từ đấy thì chúng ta bỏ qua. Cái từ Fresno là một cái bang gì đấy, một gì đấy, chứ còn California là được rồi. Chúng ta tóm được cái từ đấy được. I was born in California là được rồi. Còn cái từ kia nó là cái từ Fresno hay là cái gì Fresno thì gì đấy, gần giống cái từ đó. Là một cái bang nhỏ nhỏ gì đó. And we lived there for 7 years. And we lived there. Mình thử nghe lại cái đoạn đó là như nào nhá. No, California, and we lived there until I was 7. Then. Có cái từ 7 đó đúng không? Có cái từ 7 nhưng mà những cái nhỏ. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then since. 27.
29. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was 7. Then. I live in California and we lived there, lived there until I was seven. Họ nói rất là nhanh. Until I was seven. Cho đến khi tôi 7 tuổi. We lived there until I was seven. There. Vì nó có đoạn there. Đoạn nối ấy, cái chữ until và I nó nối nhanh quá. Until I was seven. Cái chữ until I nó là hai từ mà chúng ta nghe nó sẽ thành một từ nên là mình khó nhận ra. Thì nó nối lại until I was seven. Đọc tách là until I thì dễ nghe, nhưng đọc thành until I là chúng ta sẽ bị giật mình ha. Mình cũng nghe được ra cái từ đó như thế. Until I was seven. Until I was seven. Ok. Đấy, thầy xem khả năng nghe của em rất là kém. Không, thực ra là như này, vì là với những cái bạn mà như thế này là mình đã nghe rất là ổn chứ không phải là kém lắm đâu. Vì sao? Vì có những sao nhỉ, nếu mà là thi TOEIC chẳng hạn đi, rõ ràng là em từ nãy giờ em có thể làm được bài rất là tốt rồi, hoặc là được điểm cao rồi. Trong cái đàm thoại bình thường thì đôi khi nó cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định, thì không sao. Đối với cái bài này em, vì bài tập mình sẽ có tới tận bài số 4, mình sẽ có buổi ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ chữa tiếp những cái bài này. Em cố gắng luyện nghe, hãy cố gắng nghe được, viết lại nhá, nghe được cái từ nào, viết được câu nào, em cứ viết lại câu đó nhất có thể. Và cái buổi tới mình sẽ phân tích hết tất cả cái đoạn đấy, rồi để phân tích xem tại sao nó lại luyến âm như thế, tại sao nó nối âm như thế, tại sao nó thành giảm âm, thành dạng như thế, để chúng ta cùng phân tích. Thế nhưng như nói là trong cái bài đầu tiên này, bài luyện nghe nó sẽ rất mất nhiều thời gian, vì nó nhiều, quá nhiều thứ ở trong đấy. Có những thứ em biết rồi, nhưng có những thứ mà em có thể chưa nghe ở đâu đấy chẳng hạn. Thì mình sẽ rất mất nhiều thời gian trong cái bài này. Em có thể luyện nghe ở trên cái bài này tới đây. Ok, bài này nó có cũng khá là dài đấy. Since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany and Japan. And then we were transferred back to the States 3 years ago. Wow, it sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding, my brother works there too. Hi, my name's Greg and I'm originally from Denver, Colorado. But my family moved to Arizona when I was about 3, so I grew up there. I graduated from high school about 3 years ago, and I'm currently attending a university in my city. I'm a junior, and I'm majoring in economics with a minor in Spanish. I also work part-time as a cashier at a grocery store. Life is really busy, but I enjoy hiking, reading, and hanging out with friends in my free time. When I graduate, I want to work for a company in this area. Hi, what was your name again? I can't keep straight all the students' names, this being the second day of school. It's okay, I have a hard time remembering names myself. Now, Karen, right? No, it's Nancy. Her mom's name is Karen. Nancy, okay. I think I heard you were from England. Well, I was born there, but my parents are American. I grew up in France. Oh, a world traveler. But then we moved here when I was 9. So, what does your father do now? Well, he's a college professor and he's in Scotland at the moment. How interesting. What does he teach? Oh, I haven't a clue. Nah, just joking. It's just his chemistry. Oh, chemistry. And what about your mother? She works full time at home. Oh, and what, does she have her own business or something? Nah, she takes care of me. Well, being a homemaker can be a real hard but rewarding job. I think so too. Ok, khá là các đoạn về sau nó khá là khó hả? Càng cái bài số 1 thì là cái bài gọi là khởi động, nên là dẫu sao nó dễ nghe hơn, ngắn và dễ nghe, nhưng các bài sau nó càng ngày nó càng nhanh hơn. Dạ đúng rồi.
Bài tập về nhà của em sẽ luyện đến bài hết bài số 4 thôi ạ. Em cứ cố gắng luyện cái phần nghe đó, rồi cái phần nói thì đâu đấy thì vì là chúng ta nói thì phần nói em có thể review lại toàn bộ những cái phần trong cái bài số 1, nhưng mà anh nghĩ là trong bài số 1 này nó cũng không có quá nhiều kiến thức đối với em vì nó khá là dễ trong cái bài số 1 đối với em rồi. Thì này chúng ta sẽ nhắm vào cái thầy, phần nghe. Bây giờ thầy hướng dẫn em cách bây giờ em sẽ nghe những cái gì, nên nghe những cái video như thế nào. Ví dụ tại là gần đây thì em hay nghe cái kiểu cả một bài talk của diễn giả ấy, nhưng mà thực ra em cảm giác nó không hiệu quả lắm, bởi vì nhiều lúc mình lại cứ phải xem sắp và nhiều lúc không xem thì em bị nói chung là em cứ nghe để thôi, cho nói chung là em cứ nghe vậy rồi nó vào đầu được thế nào thì hay thì đấy. Có nghĩa là mình khi mà mình làm việc khác nhưng mình cứ nghe tiếng Anh thì có thể nó đi sâu cái Anh hiểu cái ngữ điệu, cái cách học như thế. Nhưng mà cách đấy có hiệu quả không thầy? Hay là nên học theo một cách nào đấy? Cái đó thì người ta gọi là gì nhỉ? Nghe thụ động. Nghe thụ động thì nó cũng có cái phương pháp như thế, nhưng mà cái phương pháp như thế nó sẽ hữu dụng đối với những khi sao nhỉ? Nó hữu dụng trong cái việc là mình quen với cái âm thanh, ngữ điệu, âm thanh thôi. Chứ còn nhiều khi mình nghe xong mình không hiểu cái đoạn đấy. Cái mà quen với âm thanh, ngữ điệu, rồi lên xuống giọng, rồi ngắt nhịp như nào đấy, nó chỉ một phần trong cái phần nghe thôi. Là mình làm quen với các âm thanh, giống như là cứ nghe đài rồi bật tivi, nghe suốt ngày, nghe cái tiếng Anh như thế, nhưng mà chúng ta không hiểu gì cả. Thì hoặc là chỉ nắm mắt đâu đấy khoảng 10% thì nó cũng không có ích nhiều lắm. Nó cũng được, nó chỉ có ích trong cái việc mà em luyện phát âm thôi, luyện phát âm và luyện ngữ điệu. Còn nếu mà để mà nghe, để mà thì cần đảm bảo được cái nội dung đấy, em chọn một cái nội dung nào đấy. Thứ nhất là em phải thích cái nội dung đấy này, thích cái chủ đề đấy. Thứ hai là cả một cái đoạn đấy mình phải hiểu ít nhất tối thiểu cỡ phải khoảng 60-70%. Cỡ phải đấy, phải hiểu được từng đấy thì nó mới có ích cho mình. Hiểu được 60-70% của cái đoạn đấy, của cái đoạn, chọn những cái chủ đề nào như thế. Thì để mà được như thế thì chẳng có cách nào khác bằng cách là em phải tăng cái vốn từ của mình lên, tăng cái vốn từ về một cái chủ đề nào đấy. Bây giờ em thấy em có cái sở trường về chủ đề gì thì em cứ, ví dụ em đang muốn học về một cái bài về mua bán, hoặc là về như của em là phòng bán hàng chẳng hạn đi, em thích về một cái chủ đề là các quy trình bán hàng chẳng hạn. Ví dụ em học các từ mới về một cái chủ đề đấy, như là như thế nào là order, như thế nào purchase order, cứ như thế nào thì gọi là identify customer needs, thế nào gọi là target customer, rồi segmentation gì đấy, rất nhiều những cái từ như thế. Thì mình sẽ học các từ mới như thế, và mình chọn các cái chủ đề nó có dính líu nhiều những cái từ mới như thế thì anh nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Mình chọn chủ đề thích này, sau đấy là học các từ mới về nó, hoặc là nếu không mà em chọn một cái từ của cái bài diễn giả đấy rồi, giả sử em đang thích một cái diễn giả nào đấy, em đang nghe, nhưng mà bây giờ mà nó có phần sắp thì em cứ học thuộc cái từ mới đấy trước đi, học ít nhất là mình phải học để mình biết cái nội dung, sau đó mình nghe lại. Vì mình nghe mà nó cứ không hiểu thì nghe mãi nó cũng thế thôi, nó chỉ hữu ích trong cái đoạn đầu thôi, trong cái đoạn mà đang luyện ngữ điệu thôi, còn đến cái đoạn về sau thì mình cần phải hiểu. Vâng, tức là bây giờ sẽ chọn chủ đề trước, đúng ạ? Em thấy em đang hơi sai sách. Ok. Và vẫn đưa hẹn gặp thầy đi thứ bảy. Rồi, em cứ làm tiếp bài tập như thế nhá. Bye bye. Dạ, em cảm ơn thầy. Em chào thầy. Food and drinks, eating out, là the way you say it. Từ trình độ bắt đầu học tới trung cấp, tới nâng cao hơn. International Business Stores, the retailing bán lẻ dành cho cả những anh kỹ sư, như là PPE, Managing Conflicts at Work, chủ đề nhạy cảm, ví dụ như là quấy rối tình dục nơi công sở. Nếu các bạn thấy những nội dung trên kênh của mình hữu ích, xin vui lòng bấm nút đăng ký và bấm hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!